Xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em lên đơn hỏa tiễn T24 FN Ferrit và Neodymium dành cho các bác nào đang có dự án định làm cà phê sân vườn, sân hơi to, hoặc là các bác làm chương trình sự kiện tiệc cưới vừa và nhỏ. Đấy. Thì đây là cái sự lựa chọn hoàn hảo cho các bác nhá. Như trong các video clip lần trước thì em đã có nói và cũng như là có vài video hướng dẫn sử dụng với các dòng như là đời T12, T24 thì các bác đã biết rồi. Thì hôm nay thì em làm gấp một đơn cho một bác khách ở trên Hà Nội. Bác bảo là chiều anh sẽ về tận nơi nghe thử. Đấy, thế là làm gấp luôn, không có thời gian quay bốc phét. Bây giờ mới là 8 giờ sáng thôi nhưng mà em làm gấp để đến tầm trưa em lại đi có việc, và chiều tầm 2 giờ là bác đi đến nơi. Thì cũng mong muốn làm sao cho nó mọi việc nó suôn sẻ. Thì cấu hình bên em khuyên dùng và vẫn đề xuất cho các bác nắp đó là cổ bát B3 Venta Free, hàng của Trung Quốc nhưng mà hàng khá là chất lượng. Đây là bát 30 của Venta Free, tức là B3 nhái đấy, từ 190 từ 170, cái loại 190 hết hàng rồi, từ 170 côn 76. Cái mã bát này đó là 12 BN075 đây nhá, con này là từ 170 côn 76. Thì bây giờ em giải trình quốc hội như này cho các bác hình dung cho nó dễ nhá. Cái củ kèn ấy, họng kèn này này, nó là cái quyết định không liên quan đến củ bát, được chưa? Không liên quan đến củ bát. Củ bát đây nó chỉ là đảm nhiệm cái giải nhiệm vụ trung trầm từ 1 km đổ về, đổ về, tức là nó đáp ứng từ khoảng 125 Hz đến 1 km. Còn từ 1 km đến 20 km thì là cái họng kèn nó cánh hết nha. Từ 1 km đến 20 km là cái họng kèn nó cánh hết, nên là các bác nhớ như vậy là được, được chưa? Thì đây của bác đấy nhá, em unbox hoàn ra luôn cho các bác xem. Cấu hình này thì em đang sử dụng là bát thường và tép neo. Tép neo thì em đang dùng trên cái cấu hình này thì em đang để trong nhà, hơi lười tháo ra tí. Một cái thì để trong nhà, của một cái thì đang lắp vào một cái loa quay suộc. Đấy. Thì tép này em dùng là DE900S 12V LB. Hàng như thế là rất là ok rồi, không cần quá là cầu kỳ. Đây, đợt này mãi gần đây bắt đầu nó mới về hàng. Dòng của B3. Cổ này thì em nói luôn nhá, công suất khởi chạy là 450. Công suất chương trình là 900. Và công suất pick là 1800 nha. Công suất pick là 1800. Đấy. Đây là cái bát của dòng B3. Hàng này là đến từ Trung Quốc nhá. Các bác bảo B này thì không phải nó B xịn không có đâu, con này là cũ Trung Quốc. Thì cấu hình là nó sẽ như thế này, hai bát 30 trên một thân thùng, và các bác chỉ cần chơi như thế này thôi. Thì ngoài ra bên em có thêm cái dòng mini nữa là dòng T12 thì giá nó sẽ rẻ bằng một nửa tiền. Bằng nửa tiền. À gần nửa tiền. Các bác trừ đi 30%. Đấy. Đôi này thì bên em đang bán là 10,4 triệu, bao ship, bát thường, check nail. Đấy, phân tần thiết kế riêng cho cái dòng này. Được chưa? Còn đây các bác đang xem đây, trên đây nhá. Trên đây này là T12 thì giá nó sẽ rẻ hơn, nó vào rất tốt thôi. Đó là chỉ có vào 6,8 triệu một đôi mà bao ship, còn các bác qua cửa hàng đấy thì là 6 triệu nhá. Đây này. Rẻ gọi là gần bằng nửa thôi. Bởi vì cái này chính thức là chưa có giá cụ thể nên là đây là ước chừng. Giá nó có thể thay đổi. Hiện tại như cái dòng này đang cố định giá đó là vào 10,4 triệu là bao ship cho các bác rồi. Cái phí vận chuyển của đôi này nó đang quanh tầm 1 triệu đến 1,2 triệu. Nếu mà gửi bưu điện còn gửi xe thì nó chỉ tầm 300 thôi. Nên là các bác nào có qua cửa hàng đấy thì em cứ mạnh dạn em trừ thẳng cho các bác là tròn triệu cho nó dễ nói chuyện, được không ạ? À. Đây thì các bác xem nhá, bát đây. Gân 3 gân. Đấy. Màng là có sợi ameang. Đấy, và côn là côn 76. Con này là côn 76. Mới đặt ướm thử thôi chắc thế.
đây là cái mảng của nó, mũi của nó, mũi nõm, nắp chắn bụi chìm, gân ba gân vải tắm dầu. Con này thì nó cho cái tiếng lời ca tiếng hát nên khá là hay, nhưng mà nắp vào hỏa tiễn thì nó là cái ưu tiên của bên em. Bởi vì các cái dòng loa kiểu như dạng hỏa tiễn này, em nói thật các bác mua những cái củ vọng bát xịn, không phải anh em nói là trình độ bên em giỏi hơn các anh cao thủ hơn nhá. Em chỉ giải thích qua thôi để các bác hình dung, các bác hiểu này. Những củ bát xịn ý, thì những cái giải đắp tuyến khi vào những cái thùng kiểu dạng home loa, tức là thùng kiểu loa hỏa tiễn này, thì cái tác dụng của nó là các giải từ 125, 250, 500, 1 ký là những cái tần số đáp ứng của nó khoảng như thế nhá. Nó không bằng phẳng, nó không bằng phẳng một loạt, mà nó có điểm nô nhô, điểm hụt, có điểm thiếu. Để chứng minh cho các bác như thế thì con này các bác chỉ có nhiệm vụ nắn những cái giải từ 1 ký đến 20 ký trở lên. Từ 1 ký đến 20 ký thì các bác cần phải can thiệp đảm bảo cho đáp tuyến thứ nhất là phẳng, có thể gọi là phẳng flash. Hai là các bác nắn làm sao theo nhu cầu và sở thích của các bác, miễn làm sao lời ca tiếng hát nên ok và hay nhất. Còn như bên em làm phân tần thì bên em từ trước giờ vẫn nói luôn là chỉ cần đáp tuyến khá là phẳng là được. Các bác nghe ở khoảng tầm gần, nghe có thể gọi là hơi đanh, hơi chói, gắt tí, nhưng các bác đi xa tầm 8 đến 10 mét các bác nghe không chói gắt là được. Nghe nó vừa tai, nó không chói gắt. Bây giờ âm lượng lớn loa nào mà gần chả đanh chả gắt, đúng không ạ? Đấy, các bác cứ hình dung âm lượng mà cứ cách tầm 3 mét mà đo được khoảng tầm 100 dB, mà cứ giải từ 500 Hz đến 2 kHz mà nó cộm lên là tiếng nó rất là rõ. Còn chói gắt ấy từ 1.5 kHz đến 4 kHz mà nó bị nhú lên hoặc nó cộm lên ý, thì đấy là gọi là giải chói gắt, được chưa? Đấy. Em nắm vững về kỹ thuật nên em giải thích thế. Còn thực tế em làm những cái loa mà bên em đã nghiên cứu và sản xuất ra ấy, thì thường thường là phải trải qua cái quá trình cứ mời ca sĩ đến hát thử từ chiều đến tận tối hoặc sáng đến tận trưa đấy, để xem mức độ chịu đựng của cái loa như nào. Như hôm trước này em có test thử đây này. Đấy. A20PS cùng với SUP E218 đánh công suất program, công suất chương trình. Đấy. Và trong cái clip các bác xem mà ca sĩ đứng có hát đúng một bài thôi mà các bác dành cho ca sĩ của em rất nhiều lời khen, cũng như là không biết là phải tả như thế nào. Thì đây nhá, trên đây là cấu hình anh em chúng em nào chuẩn bị nắp trong buổi sáng và trưa ngày hôm nay. T24 từ thường và tép neo. Đấy, thùng đây, lát nữa em sẽ có bông tiêu âm vào, phân tần và cái ốc tai sách, đang hết ốc tai sách. Ê, cái trên này cái ốc tai sách thì em đang hết nhưng mà không sợ đâu, chỉ trong một vài ngày nữa lại có rất là nhiều. Mà cũng nói luôn các bác nhá, dòng T24 giá 10.4 triệu bát thường tép neo này bên em còn 6 đôi nữa, còn 6 đôi nữa nên các bác cứ từ từ đặt hàng thôi, không việc gì phải vội cả, được chưa? Đấy. Tầm này thì cứ từ từ đặt hàng thôi. Còn sau một thời gian nữa mà các phụ kiện của cái này em nhập được còn rẻ hơn nữa thì em sẽ tiếp tục em làm giá còn rẻ hơn nữa, được chưa? Để em đảm bảo cho các bác là có nguồn hàng và những sản phẩm bên em các bác về chỉ cần đánh công suất vừa phải, không cần công suất lớn. Những cái cấu hình này nha, các bác có đẩy tầm 500 đến 800W là các bác chơi được rồi, không cần nhiều, 500 đến 800W là các bác chơi được rồi. Bởi vì trên tải của nó bây giờ hiện tại là 4 ohm, công suất khởi chạy nha là 900W trên 4 ohm, công suất chương trình là 1.800W trên 4 ohm, và công suất đỉnh điểm tối đa là 3.600W trên 4 ohm. HPF tại 125Hz, góc cắt là NR12 hoặc NR24. Đấy, các bác cứ như thế các bác làm cho em, đảm bảo hay luôn. Và các cái thông số về sau này, ví dụ có đáp tuyến như nào đấy thì các bác gọi điện riêng cho em, rồi em tả cho các bác cắt điểm nào, giải bao nhiêu, góc cắt hay là quy như nào, em sẽ tả cho các bác chính xác. Cứ đứng tầm 3 mét là không rú. Còn nếu mà rú thì các bác xem lại cái mic không dây, hoặc là chỉnh ở trên mic thôi, chưa được ổn lắm, thế thôi. Còn những cái loa em làm nên thì gần như là ưu tiên là cái đáp tuyến của nó gần như là càng bằng phẳng càng tốt, để các bác về các bác dễ can chỉnh nhất. Chứ em không làm theo kiểu là các bác nghe thế nào. Em làm là có máy móc đầy đủ chuyên sâu để đo đạc và làm chứng minh cho các bác là nó có thể hay, chứ không làm theo kiểu là cứ nhạc sống không lời nên úi thế đi biết thế nào lần. Đấy, ok không ạ? Ok nhá. Thì bây giờ em lại phải đi lấy hàng đây.
Các bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp nhé. Em sẽ hẹn các bác trong clip test lần sau. Chứ bây giờ là cũng khá là sớm thôi. Bây giờ là 7:22. Bây giờ lại phải đi lấy hàng. Xin kính chào toàn thể các bác nhé. Hẹn các bác trong clip lần sau.